hoạt sao, sinh hoạt nước tắm rửa. Tắm rửa thì nước dưới sông, rồi mình có cao su mình hứng vô lưu mình làm xài nước mưa không à, nước dưới sông không có xài. Dạ nước mưa này ha, nước dạ, hứng vô lưu này ha. Dạ gì hứng vô thùng vậy đó. Dạ. Vô lưu vậy đó, rồi vô thùng rồi ăn uống vậy đó. Ui mà chứ có giờ mà là có chết rồi đó. Không có để đi lộ người ta cũng không cho chứ. Bị gì hồi đó vô đây. Chú xích lên đây nè. Hồi đó vô đây á, chưa được giáp năm đó người ta đủ rồi mới dở mấy bữa gài. Lên rồi nó có chồng có vợ nó đi mang ăn. Nó đi mang ăn ngoài. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang đó. Thì được sự giới thiệu của người dân thì Bùi Hồ phát hiện được một cặp đôi vợ chồng rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà mấy mươi năm qua thì vợ chồng của chú vẫn sinh sống ở trên một cái chiếc ghe như thế này nè cô bác quý anh chị. Không biết thì vì sao mà cô chú lại lên đên trên sông nước như thế này mãi. Thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng với Bùi Hồ sẽ gặp với cô ha. Dạ con chào cô. Dạ chào chú. Dạ cô dạ. Đang nấu ăn hả? Dạ nó nấu cơm sáng á. Dạ. Dạ cô năm nay là bao nhiêu rồi cô? 39 tuổi. 39 tuổi. Dạ. Dạ hôm nay cô ăn cơm gì á? Ăn cơm với cá tra. Ăn cơm với cá tra hả? Dạ nhỏ cháu nó cho. Đào cho em coi coi. Con coi với. Dạ nhớ cho. À nó cho hai khứa kho. Hai khứa kho. Dạ. Dạ nồi dạ. Này là nồi đất. Dạ trăm củi gì không đó. Dạ cô chú sống ở dưới ghe này bao năm rồi? Nè khoảng 43 năm ạ. 43 năm rồi. Ừ, tại vì cha mẹ sinh ra mới 8 tháng rồi cha mẹ mất đi rồi mình ở ngoại nuôi rồi ngoại mất nữa rồi mình bơ vơ không có cái gì nương tựa hết trơn bơi khổ gì đó. Dạ chứ phải mà mình có cha có mẹ đâu có được phải như gì đâu. Dạ dạ vậy đó, cái hoàn cảnh nó vậy đó. 43 năm rồi. Dạ 43 năm bằng đầu ở ghe nhỏ rồi mua cái ghe người ta thấy khổ quá đi cắt lúa đó mướn người ta cho có cái ghe rồi người ta đánh cá người ta bán rẻ có chiều gửi rồi về sửa ở 10 năm nay đó nó muốn hư nữa rồi. Dạ. Hư nữa không biết ở đâu nữa. Cô với chú có mấy người con? 5 đứa út chết đó ở dưới bàn thờ đó nó mới chết 7 năm nay. À út là bao nhiêu tuổi rồi cô? 21 tuổi nó mới mất nó bệnh. Dạ 21 tuổi ha. Dạ còn 4 đứa con kia thì nó đi mần công ty xong rồi Bình Dương ở Đồng Nai nó cũng nghèo nó ở nhà trọ không mà đâu có giúp mình được. Dạ là nó còn... lo nuôi con nó đâu có lo nuôi cha mẹ đâu không có đủ nuôi con nó có đâu nuôi mình ở tết nó về cho 1 triệu 2 triệu vậy đó. Hiện nay cô chú làm gì sống? Hai chồng già này con lâu lâu nó cho tiền 500 vậy đó. Có tết đó. Tết nó gì đó cho được 5 triệu mình mua gạo để nó ăn sống hoài vậy đó. Rồi cô chú có làm cái công việc gì kiếm thêm không? Không, ông bệnh, ông bên tim ông đâu có mận gì già rồi như tôi bây giờ đi không nổi nữa làm sao mận. Dạ. Giò cẳng nó bị khớp nè, đi té lên té xuống bà bưng mâm nguyên mâm chén thảy ra bể cho trơn không còn cái nữa. Rồi dạ. Đi mận gì già nè, 70 tuổi rồi đi mận gì nữa giờ con. Dạ. Khổ đâu, gì đâu có ai mướn gì đâu làm. Đâu mà dù mướn làm cũng không được nữa. Dạ. Đi đâu có nổi đâu mà làm nó nhức. Dạ. Hai đầu gội nhức. Dạ. Nhức khớp. Dạ rồi sinh hoạt sao cô chú nấu nướng ở đây mưa rồi sao? Mưa thì nắng bởi vì tranh thủ trời nắng thì mình nấu hay nấu riết đem xuống ra rồi mưa không có nấu mưa đâu có nấu được. À. Vậy nó mày mưa dữ hoài vậy đó. Dạ rồi sinh hoạt sao, sinh hoạt nước tắm rửa? Tắm rửa thì nước dưới sông rồi mình có cao su mình hứng vô lưu mình làm xài nước mưa không à, nước dưới sông không có xài. Dạ nước mưa này ha, nước dạ, hứng vô lưu này ha. Gì hứng vô thùng vậy đó. Dạ. Vô lưu vậy đó rồi vô thùng rồi ăn uống vậy đó chứ nước dưới sông đâu có dám ăn nước ta đi cầu không à. Dạ. Dạ còn đi vệ sinh đồ sao cô? Đi vệ sinh thì mình chờ bằng đêm mình đi với cầu với ghe lấy ghe vậy đó chứ đâu có cầu kỳ thì đi cơ. Ban ngày nếu như mà ban ngày ít đi lắm mình nó quen rồi. Dạ. Sống với ghe 40 năm nay nó quen rồi. Dạ nhờ vậy đó, nhờ vậy mình ở mới được. Cô thứ mấy? Cô thứ hai không hả? Có anh em như trơn, mẹ sanh hồi đó mới 8 tháng mẹ mất. Mẹ 20 tuổi sanh sanh gì được 8 tháng mẹ mất. Có mình ở không có anh em chứ. Dạ thôi con mời cô cá chín chưa?
chín rồi. Chín rồi hả cô? Dạ. Thôi cô mời cô với chú đi xuống dưới ghe đi ha. Dạ, đây. Dạ. Ở đây là cái thùng nước nhựa này là cô đựng đi hả? À, dạ, nước mưa không. Đây, đây, đây đúng không? Nước mưa luôn đúng không? À, nước mưa nữa nè. Cái thùng này là ta cho nữa nè. Cái, dạ. Con bác sĩ đó, ông sang nhà đó rồi ông không có chở đồ đi rồi ông cho này, ông cho này, ông cho đủ thứ cho có không à? Dạ, có cây ớt nữa nè. À, cây ớt có mọc. Cây ớt này tự mọc hả? À, tự nó mọc đó chứ. Dạ, cây cầu than. Ở cây cầu bắt dưới nước để ta sinh hoạt. Là nước này là cô dự trữ hết đây hả cô? Dạ, dạ, nước mưa không đó. Dạ. Cao, có nước đá. Dạ, nước đá. Ờ, đây là cái nơi mà cô dùng để mà nấu ăn đó ha, muối đường bột ngọt, nước mắm đồ đó ha. Mình để cái hàng ngủ vậy đó. Chứ là với ghe con đâu có chỗ để. Dạ. Ừ. Có ghe con chỗ ngủ không à. À, cô, cái cô nói này thờ là cái này là bằng thiên. Bằng thông thiên ha. Dạ. Còn bàn thờ của quyền mình thờ ở trong, bàn thờ nhỏ chết đó. Dạ. Dạ. À, bàn thông thiên. Rồi dạ. Cô với chú ăn cơm ở đâu? À, nấu xong rồi cái dọn ra đó ngồi ăn trong ghe vậy đó. Dạ. Vậy hả? Dạ. Có dọn ra ngoài này ăn không? À, bằng nắng, à, trời nắng à, mát thì có. Dạ. Chiều chịu mát, ăn ngoài này, à. Trời nắng thì vô trong. À. Ừ. Con nghe nói một thời gian trước thì cô chú cũng có người ta cho ở đậu hả? Đây nè, cho ở đậu đây nè. Ủa sao này? Trên đó hả? Dạ, mới dở đó. Dạ. Cắt cái trời mà cao su này không, là cao su này không mà cho không có đất, cất đường thiết nó treo cao su không đó. À, chứ cao, ừ, cao su này hả? Nó cháu nó mới có cái nhà đó. Ở cái chủ nhà ta, ta nói mình ở đây lâu á, đuổi không có đi. Ta nghĩ vậy, ta sợ ta đuổi mình đó. À. Dạ. Ở được hoài đuổi không đi. À, cô ở trên đó mấy năm rồi? Cho mình hay rồi mình xuống đây. Cô ghe. Ở đó mấy năm rồi? Ở mới có năm mà. Năm. Dạ. À, coi. À, chú vô đi vô cơ. Cái này là sao? Dạ chú. Con chào chú. Dạ. Rồi, ở đây là sông chén của mình đây hả? Dạ. À, cái sông chén của mình con thấy cũng sạch sẽ gọn gàng quá ha. Dạ. Con gà nhỏ cho chưa có tiền vô bình ga nữa. Dạ hả? Nó gái cho mà chưa có tiền vô nữa lại. Cái giọng này có chú văn đó ha. Dạ. Rồi điện này là cô chú truyền ở đâu ạ? Chuyện nhỏ em mà ở sớm nè. Dạ. Chuyện ở đây. À, ở trong kia là cái mâm chén này dịch nè, tao bán có 10.000 tao không bán rồi, tao xin tao sửa tao cho. À, con của chú là thờ trong đó đó hả? Thờ đó với bà vợ. Nghèo khổ mà đâu có mua. Chung với bà vợ đó bằng thờ đó. À, vậy thì lúc mà con của chú mất á là mất ở đâu? Ở thành phố. Mất ở thành phố ha. Nó bệnh bã đậu. À, rồi đem về. À, đem về rồi đem cũng liệm đâu có đất, đâu, đất đâu ấy đâu có chỗ mãi liệm ngoài trời rồi đi thiêu luôn. À, liệm ngoài trời luôn hả? Dạ. Dạ, rồi tôi sợ hai vợ chồng già tôi nữa cũng vậy đó. Người ta sợ quá trời. Ừ. Kêu tiền chế rồi bắt đầu mình bông hỏi người ta cái sân vậy đó. Mình nghĩ con mình đâu có chết tự gì đó. Mình bông cái mình liệm rồi đi thiêu luôn. Nhiêu tuổi chứ? 21. Này còn 2017. Dạ. Là chưa có gia đình hả? Này là đồ đạc rồi mâm cơm của chú là dạ. Mâm cơm này là để cúng hay sao? Cúng dạ, rồi. Mới nấu cơm mà cúng đó. Cúng mới cơm cúng. Cúng bà già với con đó. Ừ. Rồi. Cơm có gì ăn là chú quay coi có gì không cho mâm rồi. Này là làm cơm. Cô khóc rồi kìa. Cô khóc rồi kìa. Ra đây đi chú cho mát chút. Ở trong hầm quá. Giờ chú không có quay tôi cũng khóc cả ngày. Cũng quá khổ. Sao 9 tuổi mà chưa có vợ mà lỡ có chết rồi đó. Mới để đi lộ người ta cũng không cho chứ. Bị gì hồi đó vô đây. Chú xích lên đây nè. Hồi đó vô đây chưa được giáp năm đó, người ta đủ rồi mới dở mấy bữa gài xuống đây. Cô với chú gặp nhau là cơ duyên nè, cô chú gặp nhau. Thì coi như cũng như bên ngoại ông lỏng ở đây. Bên ngoại tụi lỡ mới đọc cao hoài á. Có hai đứa thương nhau. Cha mẹ không có rồi lấy nhau. Rồi sanh con. Cha mẹ trên rồi đâu có đất cát rồi cho con. Cái hoàn cảnh thì cắt luôn mướn. Nghèo khổ nuôi con lớn lên. Nó có chồng có vợ. Nó đi làm ăn gì mình đâu có lo nó được nữa. Chứ đâu có đám cưới gì hả? Không. Ông có đám cưới hỏi gì đó. Dạ. Mình không có cha mẹ mà. Trước đây còn trẻ là cô chú làm cái công việc gì? À, cũng đi cắt lô mướn gì đó. Cắt lô mướn hả? Đi chỗ này chú. Đi chỗ từ sư bé ở trên cái ghe này nè. Đi móc khoai, móc dưa hấu. Lên đây ngồi đi chú. Dạ. Chú là năm nay nhiêu?
cháu hơi 8 tuổi. Chú nhỏ hơn con tuổi ha. À, tôi mơ thân bà tôi mượn. Dạ, cắt lúa mướn rồi làm nấp đổi qua ngày vậy đó hả? Ừ, nuôi con. Tụi con có lớn lên rồi, nó có chồng có vợ, nó đi mang ăn. Nó đi mang ăn ngoài thành phố mà. Rồi sao cô với chú không lên ở với con của mình? Vì muốn cứ nợ nhà trọ không mà, người làm sao mà nợ được. Ờ, khó à. Mình ở với ghe, già cá nữa chứ ghe. Con nó 2-3 đứa, rồi vợ chồng nó nhà trọ nó ở, không được. Nói mẹ đi, không có chỗ ngủ đi. Vậy là cô với chú là có 3 xui rồi. Bốn xui à, còn là bốn xui. Vậy thì lúc làm xui thì mình không có nhà mình coi như tổ chức đám, đưa bên đưa rễ không, đưa rễ không à. Mình đâu có nhà đâu làm mình đám. Đi bên đây mình đi qua, rồi bên đầu là đàn gái người ta làm đám mình tới. Chứ mình không có tổ chức nhà mình. Không. Vì mình không có nhà, mình cũng nói sự thật với người ta. Mình cũng nói có sao đâu vậy, mình nghèo, mình nói nghèo mà mình không có nhà. Người ta thận người ta chịu làm, người ta gả mình, mình tới vậy đó. Thì bây giờ tôi cũng có nhà cửa hết trơn, làm đá mình tự thì bên anh chị đi, rồi đằng này phụ qua vậy đó. Dạ. Chứ không có làm đám bên đây. À. Rồi là cứ ở rễ hết. Dạ. Là tổ chức bên đằng gái hết luôn. Dạ. À. Rồi ở đây mưa gió tối có tạt gì không? Không, chú ở dưới ghe không có tạt. Dạ, ghe này nó cũng còn mới ha. Nó cũng hơi cũ hết trơn, lông cong một trận. À, ba cái cong nó mục. Có 10 năm nay, chừng 5 năm nữa là hư rồi. Nó mục hết trơn rồi chú ơi. Dạ. Thấy vậy chứ bị tôi lót sạp chú không thấy, nó mục trơn. Hàng ngày là sinh hoạt là bao nhiêu tiền hay cô chú cô? Cô. Một ngày hả? Dạ. Nhiều khi ngày không có tốn ngàn nào, như quá nay đâu có tốn ngàn nào. Mình đâu có tiền đâu, mình đâu có tiền nhiều. Đâu mà ăn xài. Ừ. Không tốn ngàn nào hết. Ừ, không có ngàn nào. Như thậm chí ông không có 10 ngàn mua gói thuốc hút nữa. Nhỏ cháu ở trên trển nó thấy gì nó mua cho ông. Mua cho mượn mua. Cô bác người ta lợi cho gạo đó. Ông gầm này người ta cho gạo 50-60 ký đó. Ừ, có gạo rồi ha. Ừ, có gạo. Người ta cho gạo ăn. Người ta thấy mình không có xin, mình đâu có biết ai mà mình xin. Người ta thấy mình ở dưới ghe tự động người ta chạy lại người ta cho mình. Dạ. Ừ, tao thấy mình nở dưới ghe. Rồi không có tiền vậy rồi sinh hoạt nước mắm đường bột ngọt thì sao? À, nước mắm thì dì mua dì ủ rồi nấu thùng 30 lít ăn cả năm lận. Dạ. Ờ, nấu mua cá ủ hả? Ờ, nấu cá ủ, dì biết ủ ngon lắm. Dạ. Mắm chợ dì ăn được. Mấy dạ. Con dạ. Lâu lâu nó gửi về cho. Ờ, mấy thằng công ty tháng này nó cho được 500. Mà bây giờ giữa bảo thất nghiệp thì con của cô chú là đâu có nhiều tiền đâu. Ừ, làm công ăn việc làm là con bây giờ là công nhân là thất nghiệp dữ lắm rồi. Ừ, ở Đồng Nai thất nghiệp lắm con. Bây giờ là còn tháng gửi được nhiêu? Đứa thì 500. 500. Đứa có tháng không có. À. Vậy đó, 500 mà để lấy thuốc cho ông uống chứ đâu có dám xài. Dạ, chú bệnh gì chú? Tim, máu nhồi cơ tim. Nhồi máu cơ tim. Ừ. Không có thuốc rồi. Tôi đi đây tới ngoài xóm nhà ngoài là tôi mệt. Ừ. Nó mệt rồi nó nhức khớp nữa chứ ơi, đi không nổi. Dạ. Một tuần lễ tôi lấy 200.000 tiền thuốc tim. Dạ. Rồi nó nghe mấy nhỏ gửi gì, đứa thì gửi có tiền thì gửi 500. Ừ. Còn không, đứa nào không có là thôi. Ừ. Rồi cũng vợ chồng dành dụm sống. Gạo thóc thì cô bác ở đây người ta thương người ta cho mình ăn. Chứ dạ, tắm rửa là vệ sinh đồ trên ghe này hết luôn dạ. Hả? Ừ, có cầu nè, xuống cái cầu đó tắm. Cầu là tắm ở đây đó hả? Ừ, tắm đây, tắm lỡ mà bước đó. Lên bước xuống thì chân thấy rồi sao? Tôi tới cái quăng mâm chén bả chơi. Má hai lần. Tôi đi dò nó cọ lộng cộng nó yếu. Nó nát cái ngực này chơi. Rồi mấy nhỏ gửi tiền gì lo thuốc. À, ai chú? Cô hả? Cô sao? Cô kể con lại lúc tai nạn đó coi. Lúc tai nạn là cũng như là dò cẳng mình yếu đó. Cái mình đi mình té. Cái ngực này là đập xuống đây nè. Bầm tím như trái mùng tơ nguyên cái ngực này. Bây giờ nó bây giờ lâu lâu cái nó chở chờ nó ê ẩm. Nó ê ẩm dòng ngực cho mình nè. Mình đâu có tiền đâu đi khám bệnh. Của nó cái ba sườn này. Cái ba sườn này nó lói nữa nè. Dạ. Cả 2 tháng nó mới hết bầm. À. 2 tháng nữa. Ừ. Ở trên cũng che miếng cao su ở chứ. Ở kìa che cao su không mà đâu phải có cái. Ba cái đồ quần áo á, vừa hởm để anh thùng cái mưa nó. Mưa nó dột ướt rồi mới đem ra phơi. Mới đem ra phơi thấy trời chứ mưa rồi chưa xếp lại. 69 tuổi, 70 tuổi rồi. Dạ. Gần cuối đời mà không có cái nhà ừ, thì nghĩ lại cũng xót nha chú ha. Bởi vậy mần hoài không dư chú ơi. Mần mướn ngày làm sao dư. Hồi đó còn trẻ mình mần mướn, mần thê, mần dữ lắm.
hồi dạ. đó còn trẻ mà nuôi con còn trẻ, bây giờ con lớn lên nó có chồng có vợ hết, nó bỏ già gì đó, nó bỏ già bơ vơ gì đó. Cô bỏ vô tủi gốc cho mình lo cho con mà có vợ con nó không lo cho mình nó lớn lên được bây giờ nó có chồng có vợ. Nhưng mà con đến đây con chia cái thước phim về cô á, thì cô nói về con mình thì cô sợ con mình gặp buồn sao? Nó buồn thì buồn chứ sao giờ thì quá khổ không biết sao, nó đâu có giúp đâu. Nhưng mà con của cô cũng có gửi cho cô hoàng lần 500 triệu mà. Ừ mà đâu có đủ sống đâu. Dạ đúng rồi. Mà đâu bây giờ con cũng lo cho bản thân, lo vợ rồi lo con rồi. Lo vợ lo con rồi, bây giờ nó buồn thì buồn chứ biết sao giờ. Đi lỡ mà cháu trăm tuổi già rồi nằm mà lộ ta đất của ta thôi cũng không cho. Nó như thằng con của thấy mà nó bông đứt ruột bông. Bông mà thiêu nó đang cho liền, đang thiêu liền đứt ruột. Hoàn cảnh khổ, hoàn cảnh khổ. Tôi sợ tôi và ông già nữa, ý gan gì nữa. Đâu có đất cát nương thân gì đâu. À, không có miếng đất cát nào coi chứ. Coi như là bên vợ bên chồng người nào cũng nghèo chứ. Ừ. Có ai mà hoàn cảnh như tôi, chiều người cũng chưa có như hoàn cảnh như vậy nữa, cả chiều người luôn. Có mày lên tôi là cha mẹ không có rồi. Trẻ thì mình đi mần lo cho con. Lo nuôi con lớn rồi, rồi có vợ rồi tự nó làm nó sống. Tự làm sống nó có ngó ngàng thì mình đã chú. Rồi con mình nó nghèo mình đâu có xè tiền, mình xin tiền có thì mình sống. Đúng rồi, có cũng thương con mình. Dạ. Thương con mình, thậm chí nó cho mà không lấy nữa. Con mình cực khổ để nuôi con nó. Gì không có lấy đâu. Con nhỏ cái lâu lâu, tháng nó cho 500, gì không có lấy. Mẹ không có lấy đâu, con mình cực khổ để nuôi con, mẹ không lấy. Có gì mẹ không lấy. Không có lấy của con á. Hiện nay là cô chú còn được nhiêu tiền? Còn ở đâu mấy chục ngàn hay gì á. Đâu đây nè. Đâu? Còn bao nhiêu nè. Nhiều con? Con có 50 ngàn đấy. Sao nó có 50 ngàn, sáng không đi chợ, không dám đi chợ mua đồ ăn, có 50 ngàn đi mua rồi, rồi thuốc rồi, thuốc hút rồi, hết tiền rồi, mua thuốc hút hút, không dám đi chợ. Cái cha, cho qua ăn qua nó. Cái cho qua bốn cứ ăn ai cứ, còn ai cứ, nhỏ nãy đó. Nhỏ nãy. Nó thấy ông bà khổ quá nó. Nó coi trên YouTube rồi mới gỡ con nè. Cô chú đâu có điện thoại gì đâu mà biết xài. Chị đâu có biết xài điện thoại đâu mà. Không gành nữa. Cái cụ bắp mà xài còn gành nữa, hỏi xài ba cái cảm ứng sao xài được. Dạ. Hồi đó dì với chú giỏi lắm, đi cắt lúa muối mà nuôi con 4 năm đứa con. Hai chồng đứng hai công lúa 1 năm. Dạ hả? Mới nuôi con nổi chứ thôi, không có công ruộng nào sao nuôi con nổi. Mà nuôi nó có lo vợ lo con cho nó rồi sao rồi nó bỏ già gì đó. Dạ. Cô bác của anh chị biết không, trước đây á thì ở miền Tây á còn những cái chiếc ghe như thế này, đến vụ lúa 3 tháng đến vụ lúa thì đi cắt lúa. Và cắt lúa là cắt bằng tay, gom bằng tay và gom vô đống. Nên là nữ cũng có công ăn việc làm. Sau này thì cơ giới hóa nông nghiệp hết rồi. Nên là nữ là bây giờ máy móc thay thế sức người. Thành nữ ra là ở miền Tây cũng đang tình trạng thất nghiệp đang diễn ra rất là nhiều luôn. Nên cô chú bây giờ là ở miền Tây là lớn tuổi rồi. Sau một thời gian lao động thì bây giờ cũng lớn tuổi, không có ai thuê gì làm. Mà con cái của cô chú á, thì ở Bình Dương làm á, thì cũng là đắp đổi qua ngày thôi. Hiện nay cái tình trạng thất nghiệp càng ngày càng nhiều. Các công ty lại giảm bớt công nhân á. Nên là nữ là làm chỉ đủ ăn chứ không có tăng ca mà lương tháng được mười mấy triệu giống như lúc trước nữa. Bây giờ chỉ làm ngày nào lại đắp đổi qua ngày đó thôi. Và cái tình hình thất nghiệp là chung nên là nữ là cô chú bây giờ cũng rất là khó khăn luôn. Không biết sao luôn. Nói tới là cô cứ khóc mà. Quá trời khóc khổ khóc. Dạ. Không biết vợ, không biết gì làm sao. Bây giờ con hỏi cô, tới con hỏi chú ha. Dạ. Cô có ước muốn gì? Bây giờ ông 68 tuổi, tôi 69 tuổi mà không có nhà ở gì, tôi chỉ cầu xin cô chú giúp cho tôi được cái nhà nào. Mà khi tôi có trăm tuổi già nữa, có tôi ở trong nhà chứ đừng ở ngoài lộ gì, tôi sợ lắm. Tôi chỉ ước mong gì nữa. Có cầu nguyện gì nữa. Tôi còn nguyện hàng ngày luôn, tôi về. Yêu cầu có nhà, có ăn gì, ăn mấy chứ không có gì chứ. Không cần gì. Tôi thấy con tôi mất hổm rồi, ở ngoài đường rồi, tôi chót ngu lắm. Tôi nghĩ là tôi với ông nữa, ý ra gì đó.
khổ nhà kính mưa kính nắng chú. Dạ. Sao chú nói sao? Yêu cầu có cái nhà mình ở kính mưa kính nắng rồi, còn cái vụ mà ăn uống này kia trời ơi, dễ. Cô bác có bây giờ ta làm phước, ta cũng cho gạo ăn hàng năm. À. Chứ mình không có cần cái gì chân để cho nguyên dữ dằn. Dạ. Mình không có cần cái gì giờ cao sang, tại vì mình trao cho chú, nó khổ giờ đó mình, giờ quá nhiều. Dù bây giờ chú đòi cũng không có. Bây giờ cô bác nguyện trời trong trong ngoài nước thì thương tình cho đỡ, cho giúp đỡ tôi mới ơn nhiều lắm. Đòi ơn biết chừng nào cho được ơn. Cho chút có trăm tuổi già qua chỗ tôi ở nương tựa. Đó là mừng dữ lắm chú ơi, mừng nuôi ông công tôi công nó cắt mà lúa mà mừng mà nuôi con đó. Mới 4 năm đứa con nó hỏi chết tay không chân rồi. Chú làm gì có tiền nuôi nổi. Làm gì có tiền nuôi nổi mà tôi ông giỏi lắm. Nó lớn lên nó có chồng có vợ. Nó lo bài của nó, đâu có lo bài cho mình. Đã nó cũng nghèo. Dạ. Yeah. Lo bài của nó. Công ty rồi chú. Nó bây giờ thời buổi giờ nó khó khăn, nó không có tăng ca, thử tiền đâu mà nó cho mình. Nội nó đóng nhà trọ, tiền nước, tiền điện, rồi lo con lo cái nữa, trời ơi tùm lum chứ. Mỗi một cái gia đình khác nhau thì lại gặp cái hoàn cảnh khổ khác nhau. Yeah. Cô chú là một trong những cái hoàn cảnh khổ cũng khá là đặc biệt. Yeah. Khi mà gần 70 tuổi rồi, cái tuổi mà phải nói gần đất xa trời, yeah, thì lại vẫn còn bấp bênh như thế này. Yeah. Để mà có được một cái nền nhà và mua được cái miếng đất để mà cất nhà là một điều gì đó quá xa xỉ đối với chú. Yeah. Tại vì ba mẹ mất từ nhỏ rồi. Mất còn 8 tháng tuổi. Bây giờ một cái nền nhà giá cũng đâu có thấp hơn cô ha. Không biết. Mình không gành, mình đâu có tiền đâu, mình hỏi không biết. Mình cũng gành nữa. Nên là nữ một số cô chú anh chị thấy á, là có nhà cửa ổn định, có sức khỏe, cơm ăn đủ ăn ngày hai mặt là cũng thấy hạnh phúc hơn rất nhiều người rồi. Dạ. Yeah. Hôm nay là ăn cơm với cá người ta cho. Dạ, yeah, nó cho chị hôm qua nó lại còn. Dạ. Yeah. Sáng còn mấy chục ngàn đâu dám đi chợ. Để chú mua số chả ổng chở hết được tiền rồi mua số. Điện thì sao? Cô xài chia thì sao? Xài hùng với nhỏ cháo chảnh. Rồi nó tiện nó tính tiền nhiều thì mình trả nó nhiều vậy đó. Rồi tới tháng có khi nào có tháng không đóng tiền không? Tháng này là không có tiền đóng luôn nè. Tháng này tới ngày nay là tới điện là không có tiền đóng. Điện nhỏ gái trình 200 ngàn đóng điện nó không có tiền đóng. Tao cho xài. Gần con gái cô nói là sao? Chưa điện á. À. Đi mai nó điện, mai 15 tay mới đóng, bữa nay mới 14 tay. Dạ. Trên 200 đồng tiền điện. À, đối với cô chú không phải xin ngôi nhà để mà cao sang gì. Dạ. Chỉ mong là có một cái mảnh đất, cất một cái ngôi nhà tiền chế cũng được nữa. Dạ. Mà để chỗ sau này có trăm tuổi già thì cũng còn nằm nghỉ gì đó. Còn có nơi. Có nơi đến thôi, bây giờ mênh mông mùa vọng chứ không lẽ giờ. Chú có cái ghe rồi lỡ hai ông bà mất để đâu. Nó sợ gì đó chứ không có sợ gì chứ. Chứ không phải mà từng tuổi này mà còn ham muốn cạo sang gì nữa. Mình làm giàu hồi lúc nhỏ mình làm giàu không được đâu. Bây giờ đâu có làm giàu được. Rồi hồi đó tôi bá bằng ngày bằng đêm luôn chú ơi. Không có nghỉ. Mà bằng số mạng, tại số mạng chắc không dư. Dạ. Bị con mình thì 4-5 đứa. Rồi mà nó con sao dư mà mướn mà dư gì. Phải chủ cả sao dư. Đi cắt lúa chỗ này chỗ kia. Rồi sau này có vợ có chồng rồi. Đi tự ta. Cũng thương ghê ha. Không biết nói làm sao mỗi nhà thì mỗi cảnh. Tôi về đây hồi năm ngoái 19 tháng 9. Bây giờ chưa tới. Rồi bây giờ người ta đuổi mới dời xuống đây mấy bữa gài. Cây cột cái đó tôi mới xô sáng cây còn cây. Rồi xứ mình ở đó giờ ở đây rồi cha mẹ sanh ở đó giờ ở đây không à. Tại chú hỏi tôi là ở đây ra ngoài đây dạy ngoài hả? Ngoài nào ngoài ổng đây ngoài tôi ngoài. Không có à. Mà ông bà mất hết rồi. Không có. Cái đó khổ vậy. Hồi đó ở ngoài người ta bằng cầu mới ngoài chú thấy đó. Rồi ở dưới đó như chân cái chòi mình thôi mình dỡ đi cho người ta làm. Rồi vô đây hỏi người ta cho ở cái bây giờ người ta đuổi nữa, đuổi mới về xuống mấy mình gai. Không có gì chứ, không có làm gì phật lòng ai cô bác nào chứ. Tôi ở đây thì chú cỏ tôi mần tôi sạch người ta luôn. Sợ mình ở đây là cái nhà mồ nữa đuổi không đi. Đuổi không có đi. Dạ.
mà hỏi cất cao su mà đuổi không đi, chú ba chú cất nhà lớn nhà bự gì sao mà đuổi không phải đi? Tôi cất nhà tường nhà to, nhà cột tre mà cao su cột tre, quần áo nó nhiễu ướt hết trơn, tôi mới phơi, mới dọn phơi ướt hết trơn. Bị nó dọn cao su, nó dọn xương á, cao su này nè chú, rồi mùi xương nó xuống rồi bắt đầu nó ướt rồi thấy ẩm ẩm rồi quần áo ướt trơn, tôi mới phơi đem ra phơi đóng. Hôm nay đến đây thì con được biết đến hoàn cảnh của cô với chú. Dạ. Thì con không biết nói gì hơn. Thì tuổi cao sức yếu là không có nhà này cũng có một điều gì đó nó khá là bấp bênh. Dạ. Sống với cái cảnh trôi nổi như thế này thì cũng tuổi phận. Và con đến đây thì thay mặt cho chị Bội Bội ở Úc á, gửi cho cô chú 2 triệu ha. Dạ. Dạ, để cô chú sinh hoạt hàng ngày. Cô cầm giùm con. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cô, chị cô, Bội Bội Út. Chị Bội Bội Út, cô Bội Bội Út. Dạ. Cho tôi đựng số tiền này quá mà ơn của chú cô không biết chừng nào cho hết. Đi hoàn cảnh tôi khổ quá. Giờ kẹt rồi hết trơn, không có tôi dở tôi mà. Cái dàn công nó mục hết trơn rồi. Dạ. Tôi có sao nó vậy rồi đó, giờ không khi nào nó dốc nó láo. Bởi chị đi bằng mướn tới đâu ai không thương chân. Dạ. Vô kinh quế mà cái gì người ta cũng thương cũng kêu giết mà không nổi luôn á. Đồ này là người ta cho hả? Không đồ chú, cho tôi đâu mà. Có mua chỗ dưới ghe tôi mua chỗ đâu tôi để người ta cho cái ông bác sĩ đó ông sang nhà ông đi đó đồ ông cho tôi chân đó cái giường đó đó là ông cho nữa cho luôn rồi cho cái thùng rồi cho cái giá giỏng nữa đó giá giỏng nữa đó chú. Bị gì ông mua tôi nhà chung cư ở dưới ghe mua chung để đâu lên tới 5 tầng hình thử ông đem theo ông cho. Thôi thì con đến đây á, cũng một buổi trưa như thế này. Dạ. Thì con biết thêm về cái hoàn cảnh của cô với chú. Con sẽ chia sẻ lên mạng. Dạ. Thì khi mà được có được mạnh thường quân chung tay thì con sẽ ghé thăm lại cô với chú ha. Chú con... nhớ dạ. Đừng quên nha chú. Dạ. Chú quên là tôi khổ mà. Cũng mà gắng giúp đỡ vợ chồng tôi. Tôi cảm ơn chú quá rồi. Tầng tuổi này mà khổ gì đó. Thì thôi con chúc cô chú sức khỏe ha. Một lần nữa thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn chị Bội Bội ở Úc đã hỗ trợ cho Bùi Hồ về những hoàn cảnh khó khăn như thế này. Yeah. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác của chị ở video tiếp sau. Dạ, chào.